Khương mến chào cô Hương ở Tân Bình, Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Có đặt ủng hộ Khương bộ hát Mixer E4 và micro cao cấp Stata SM8. Và trước khi đóng hàng cho cô, Khương làm cái video test âm thanh và hướng dẫn chi tiết cái cách ghim cho cô, để sau này cô quên gì cô có nhìn lại. Cô về thì cô cắm điện vào thì tự động sẽ mở nguồn lên. Và đây là cái cột mic Khương đang găm, cái cột mic đầu tiên thì Khương chỉnh đầu tiên sẵn cho cô, và âm lượng mic thì khoảng 30% vì cái mic này nó hút âm lắm. Chép thì Khương đang chỉnh 60%, bass Khương đang chỉnh 60% ha. Về nếu mà cô thấy cái giọng mình nó dư chép thì cô hạ chép lại nha. Còn nếu mà thấy ok thì để nguyên như vậy nha. Tiếp theo cái cột thứ cái cột mà dây mà Khương tặng cho cô, dây live stream mà ba màu, cô găm cái đầu màu hồng vào đây nha, màu hồng nha, màu hồng. Đầu màu đen còn lại găm vào cái điện thoại Khương đang quay phim xuống nền nhà đó. Trời đang chuyển mưa to, Khương đang làm video cho cô cho kịp để ngày mai đi. Màu đen Khương găm vào điện thoại nha. Màu xanh này Khương cuộc lại làm dấu cho cô nè, cô không xài nha. Tiếp theo bước cuối cùng, cái tai nghe Khương có tặng cái gắt vàng nè. Vì cái cục này cái lỗ tai nghe của nó là 6 ly nên Khương phải tặng cái gắt 6 ly để cho cô về, cô gắn cái tai nghe vào đây cô kiểm âm, cô thu âm nha. Còn đây là âm lượng nhạc. Còn đây là vang. Đây là vang nhiều ít. Cô cứ nhìn video lại ha. Khương đang hát số 55 ha. 55, 58, 29, ba số đó là rất là hay. Và ngoài ra có tặng cho cô hai cái gắt này, sau này cô không có xài nha, mà sau này cô có thể sử dụng, bỏ vô đây cho cô luôn. Giờ test một đoạn cho cô. Kiểm tra cho cô Hương Tân Bình, Vĩnh Cửu, Đồng Nai, một đoạn hai chuyến tàu điêu, sáng tác Trúc Phương, karaoke Nhật Nguyễn, Tông Nam đủ thứ. Khương hát trên E4 và micro Stata SM8. Cô về cô hát cái mặt bóng đèn này vào môi của mình nha. Rất là hút âm nha. Cái môi Khương đang cách 30 cm. Lòng buồn dặn dò như hôm nào xuôi miền Trung chuyến xe đêm anh gặp em. Môi em đang xuân như mắt buồn ngắn lệ chân. Trên đời sao đắng vắng vương đôi má siêu hiền. Áo em màu tím đậm đà vì là buổi ban đầu ta gần nhau, nói nhau nghe câu chuyện cũ, tâm tư cho vơi bao nỗi buồn vươn vào đời. Giờ gặp lại nét bấm môi em tiếng hẹn hò, tìm lại ngày mơ. Khi trăng đến quê em nắng ban mai, hồn nhẹ lên khóm hoa tươi, thoáng thấy em cười vì mùa thương vừa chấp nối. Vẫn biết phút bên nhau sẽ khơi buồn một ngày về, và cùng một tàu ấy anh về, nhưng tìm đâu tiếng đêm qua cho lòng ấm. Đêm nay cô đơn nghe gió lạnh giọt vào hồn. Tàu về đường cũ tiếng hai đêm vẫn còn chờ, gặp lại người xưa. Cô bấm nhỏ nhạc nè. Đây là nút nhạc nhỏ nhạc nè. Đây là tắt chế độ vang nè. Cô về cô nhớ quan trọng đơn giản lắm. Cái cột mic thì cô găm cột nào thì cô chỉnh cột nấy. Khương thì chỉnh sẵn như vậy rồi. Cột 2 Khương không có cắm nè, nên Khương không có chỉnh nè. Khương hạ xuống về không hết đây luôn nè.
Còn cái cột nhạc á, chép bát thì Khương để mặc định trên mạng luôn. Cái bếp nhạc nào mà ngày xưa nó lâu năm quá, cô hát nó nhạc nó nhỏ quá thì cô tăng lên lúc này nha. Tăng tùy theo nha, Khương đang tăng 40. Còn đây là cái chế độ vang ít hay nhiều, Khương đang chỉnh khoảng 55 nha. 55 là vang rất nhiều rồi, cô thích vang thì cô tăng có thể là 60-70 được nữa nha. Đây, đây là 55. Chỉ đơn giản như vậy nha cô nha. Đây là cái cột cắm tai nghe. Rồi một lần nữa cảm ơn cô Hương ở Tăng Bình, Vĩnh Cửu, Đồng Nai rất nhiều đã ủng hộ E4 Starstar SM8. Cảm ơn cô rất nhiều.